Lan xin chào cô chú anh chị em và các bạn đang xem kênh Lan Thái miền Tây. Hôm nay Lan tiếp tục chia sẻ một món rất là ngon mà dễ làm nữa, đó là món nhân ca dế. Nếu như cô chú anh chị em và các bạn nào có thấy thích thì hãy vào bếp cùng làm chung với Lan cho vui. Đây là những cái thành phần nguyên liệu để làm ra được cái nhân ca dế thơm ngon. Để được lâu nữa thì Lan sử dụng như là bơ, trứng gà, đường, cũng như là nước cốt dừa, một ít vani nước, bột bắp. Nếu bạn nào không thích xài nước cốt dừa giống như Lan thì mình có thể thay thế bằng sữa, sữa đặc cũng được luôn. Trước hết thì Lan sẽ đem cái phần trứng gà này mình đem đi đập ra. Đầu tiên thì Lan sẽ đập cái phần trứng gà này ra. Lan sẽ bỏ vào trong cái tô này là 5 trứng gà, vừa chồng trắng và chồng vàng luôn. Sau khi 5 trứng gà đã đập ra hết rồi, bây giờ Lan sẽ bỏ vào thêm là 3 cái lòng đỏ của trứng gà. Lan chỉ lấy 3 cái lòng đỏ thêm nữa thôi. Tổng cộng hôm nay cái liều lượng là 5 cái quả trứng gà vừa chồng trắng và chồng vàng, còn 3 lòng chồng vàng không. Rồi bây giờ tiếp tục Lan sẽ cho cái phần đường vào. 100g đường cát trắng, 100ml nước cốt dừa cho vào luôn. Đây là cái nước vani, Lan cho nửa muỗng cà phê. Một muỗng canh bột bắp. Còn cái phần bơ này chút xíu cuối cùng Lan mới bỏ vào. Bây giờ Lan sẽ đánh cho nó tan ra. Đánh nhẹ nhẹ thôi. Mình trộn cho nó hòa quyện, nó tan cái phần chồng đỏ ra, chồng vàng á là được rồi. Sau khi Lan quẩy nó đều lên hết rồi nè, rồi bây giờ Lan sẽ lượt qua lại một lần nữa. Sau khi cái phần trứng gà nó đã xuống hết rồi, còn lại chút xíu nè, ở trong cái giờ còn chút xíu, mình cố gắng chà cho nó xuống luôn. Rồi còn lại nhiêu đây mình bỏ đi, lấy luôn cái phần này. Lúc này thì Lan sẽ đem qua cái lò, Lan sẽ đi đánh luôn. Nhìn cái màu rất là đẹp ha, chưa có đánh lên mà nó đã sệt rồi. Lan bắt cái chảo lên, cho phân nửa cái chảo nước. Nước thì Lan mở, bếp Lan chín số, Lan chỉ mở số 6 thôi. Mới vừa sôi sôi tim à, không có sôi ụt ụt nữa. Bây giờ Lan sẽ đặt cái nồi này xuống. Rồi, lúc này thì cứ việc đứng mình khuấy. Khuấy đều, đừng có ngưng. Ngưng một chút xíu thì ở phía đằng dưới cái đáy nồi á, nó chín thì không có còn ngon nữa. Cố gắng mình cứ quậy quậy hoài. Quậy đến chừng nào, khoảng bao nhiêu phút thì Lan sẽ nói sao nha. Lan đứng quậy nãy giờ cũng được đúng 15 phút thì nó đã sền sệt lại như thế này. Bây giờ Lan tiếp tục, Lan cho cái phần bơ. Lan lấy một muỗng canh, tương đương là 10g. Lan bỏ vào đây. Lan khuấy lên. Bây giờ lúc này thì các bạn để cho bơ nó tan nè, rồi mình muốn cái độ nó lỏng hay là nó đặc á thì mình sẽ canh chừng khoảng 5 đến 10 phút nữa. Trong thời gian đó là mình sẽ tắt lửa. Rồi kế đến Lan sẽ đem đi xay, đi đánh lên chút xíu nữa. Lúc này nó sệt lại nè, thơm luôn á. Sau khi Lan tắt bếp á thì cái ca dế của mình nó chỉ được như thế này. Bây giờ Lan muốn cho nó mịn hơn, Lan lấy cái đồ đánh cầm tay nè, mở nút bấm, mình xay thêm vài cái nữa thì nó sẽ mịn. Sau khi Lan để ra ngoài dĩa khoảng 10 phút thì cái ca dế của mình nó sẽ sệt lại như thế này, rất là dẻo, mềm dẻo, không quá cứng cũng không lỏng luôn. Thì món này ăn rất là được nhiều thứ. Đây Lan hôm nay Lan sẽ ăn với bánh mì nè, chét vào bánh mì. Ăn không hết nữa Lan sẽ cất vào tủ lạnh, Lan sẽ làm ra những cái món khác. Những món kế tiếp là bánh ca dế,
Lan mời cô chú anh chị em và các bạn đón xem nha. Còn hôm nay thì Lan sẽ ăn vào bánh mì, kẹp lại ăn một cái. Ngon vô cùng luôn. Làm bằng nước cốt dừa, bỏ một ít bơ, đường, ngọt, rất là ngọt đều, đậm, thơm ngon lắm cô chú anh chị em và các bạn nào có thấy thích thì làm món này cho gia đình mình ăn. Ngày mới Lan chúc cho cô chú anh chị em và các bạn luôn luôn có được những món ăn ngon và mạnh khỏe. Lan cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của Lan rất nhiều. Lan xin tạm biệt, hẹn gặp lại những video mới tiếp theo.